Hello guys, welcome back. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy Giang. Today we continue to study Unit 8, Traditions of Ethnic Groups in Vietnam. Workbook Island Smart Work 8. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục Unit 8 chủ đề những truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam của sách bài tập tiếng Anh 8 Island Smart Word. Alright. Now, in this lesson, we're going to review how to talk about fun things to do at ethnic villages in Vietnam. The second one, we're going to write a passage about a trip to an ethnic village in Vietnam. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn về, nói về những cái điều thú vị chúng ta là có thể làm ở những ngôi làng của người đồng bào dân tộc ở Việt Nam. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ ôn lại cách viết một đoạn văn về một chuyến đi đến một ngôi làng của người đồng bào dân tộc ở Việt Nam. In writing skill, giving supporting information. Và trong phần kỹ năng viết, cách để viết các câu hỗ trợ, cách đưa ra những thông tin hỗ trợ cho những cái dạng ý mà mình đưa ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại trong bài học ngày hôm nay nhé. Now, the first part listening. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, phần nghe. I listen to Nga and Pao talking. What do they mainly talk about? Chúng ta hãy nghe bạn Nga và bạn Pao nói chuyện với nhau. Và họ chủ yếu là nói về điều gì? Number one, what they did on their trips to two ethnic villages. Nói về cái gì? Nói về những gì mà họ đã làm trong kỳ chuyến đi của họ đến hai ngôi làng của người đồng bào dân tộc. Number two, what Nga did on her trip to an ethnic village. Hay là nói về những gì mà Nga đã làm trong chuyến đi của cô ấy đến một ngôi làng của người đồng bào dân tộc. Or number three, what Pao should do on his trip to an ethnic village. Hay là nói về cái điều mà Pao nên làm trong chuyến đi của anh ấy đến một ngôi làng của người đồng bào dân tộc. Which one? Okay. And B, listen and write true or false for these sentences. Okay. Ở phần B thì chúng ta hãy nghe và viết đúng sai cho những câu bên dưới. Number one, Nga took a trip to a peaceful village in Đà Lạt. Nga đã dạo quanh một cái ngôi làng yên bình ở Đà Lạt. True or false, đúng hay sai so với nội dung bài nghe. Number two, Nga stayed in a homestay with a local family. Nga đã ở trọ cùng với một gia đình người địa phương. True or false, đúng hay sai. Number three, Nga's family watched a fortune show. Gia đình Nga đã xem một cái chương trình biểu diễn múa dân gian. True or false, đúng hay sai. Number four, bánh sừng trâu was Nga's favorite dish on the trip. Bánh sừng trâu là một cái món ăn yêu thích của Nga trong chuyến đi. True or false, đúng hay sai. And number five, Nga learned how to do a traditional folk dance. Nga học cách để mà thực hiện cái điều múa dân gian truyền thống. True or false, đúng hay sai so với nội dung bài nghe. Okay, now let's listen and find the correct answer. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài nói và chọn ra câu trả lời đúng nhất. Okay. Unit 8, Traditions of Ethnic Groups in Vietnam. Lesson 3, Listening. Listen to Nga and Paul talking. How was your trip, Nga? Oh, it was really interesting. Where did you go? We went to Thum Sara village in Da Nang. It's a peaceful village with lots of stilt houses, flowers, and trees. Great! Did you stay in a hotel or a homestay? We stayed in a homestay with a Gat Du family. We stayed in a small stilt house. What did you do there? We joined lots of interesting activities. We watched a traditional music show and visited the Gat Du weekend market. We also had a barbecue and sat around a big fire in their yard. Oh, that sounds cool. Did you eat lots of delicious food there? Yes, we tried some Gat Du traditional foods. The food was delicious. I loved gom lam and grilled meat, but my favorite dish was banh sung chou. Wow, did you learn anything new?
Sure, we learned how to play the gõ through musical instruments like gongs and drums. It was really fun. So number one, Nga took a trip to a peaceful village in Đà Lạt. Nga dạo quanh một ngôi làng yên bình ở Đà Lạt. True or false? False. Why? Trong bài Nga có nói gì? We went to Tum Sar village in Đà Nẵng. It's a peaceful village with lots of still houses, flowers and trees. Trong bài bạn Sarah có đề cập là gia đình của bạn ấy đi đâu? Đi đến một ngôi làng có tên là Tum Sar ở Đà Nẵng. Không phải Đà Lạt. Alright, đó là một ngôi làng yên bình, có nhiều nhà sàn, hoa và cây. Okay. Now number two, Nga stayed in a homestay with a local family. Nga stayed in a homestay with a local family. Nga ở trọ cùng với một gia đình địa phương. True or false? True. Okay. Where's the key? Từ chìa khóa trong bài Nga ở đâu nhỉ? Nga có nói gì? We stayed in a homestay with a cơ tu family. Chúng tôi đã ở đâu? Ở trọ cùng với một gia đình cơ tu. Alright. Number three, Nga's family watched a full dance show. Gia đình của Nga đã xem kỹ chương trình múa dân gian. True or false? True or false? False. Right? Vì sao trong bài Nga có nói gì? We watched a traditional music show. Chúng tôi đã xem một cái chương trình âm nhạc truyền thống. Chương trình âm nhạc truyền thống chứ không phải là một chương trình múa dân gian. Alright. And number four, bánh sừng trâu was Nga's favorite dish on the trip. Bánh sừng trâu was Nga's favorite dish on the trip. Bánh sừng trâu là một món ăn yêu thích của Nga trong chuyến đi. True, okay, true. Bạn Nga có nói gì? I love cơm lamb and grilled meat, but my favorite dish was bánh sừng trâu. Tôi thích ăn cơm lamb và gà và thịt nướng, nhưng mà cái món yêu thích bữa tớ là cái món bánh sừng trâu. Như vậy, món bánh sừng trâu là cái món yêu thích của Nga trong chuyến đi. And number five, Nga learned how to do a traditional folk dance. Nga learned how to do a traditional folk dance. Nga đã học cách để mà múa cái điệu nhảy dân gian truyền thống. True or false? False. Four. Vì sao? Trong bài Nga có nói gì? We learned how to play the two musical instruments like gongs and drums. Nga học cách làm thế nào để chơi cái nhạc cụ âm nhạc tu như là còng, trống, right? Chứ không phải là học cách nhảy điệu múa dân gian truyền thống, right? And now tell me what do they mainly talk about? Như vậy, Nga và Pao chủ yếu nói về cái vấn đề gì? Number one, number two, number three. Number two. Okay, what Nga did on her trip to an ethnic village. Họ chủ yếu nói về cái điều mà Nga đã làm trong chuyến đi của cô ấy đến một ngôi làng của người đồng bào dân tộc. Alright, good job everyone. So now listen again and double check the answer with me. Okay, bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa nha. Unit 8. Traditions of Ethnic Groups in Vietnam. Lesson 3. Listening. Listen to Nga and Paul talking. How was your trip, Nga? Oh, it was really interesting. Where did you go? We went to Tum Sar village in Da Nang. It's a peaceful village with lots of stilt houses, flowers, and trees. Great! Did you stay in a hotel or a homestay? We stayed in a homestay with a Gõ Tu family. We stayed in a small stilt house. What did you do there? We joined lots of interesting activities. We watched a traditional music show and visited the Gõ Tu weekend market. We also had a barbecue and sat around a big fire in their yard.
Oh, that sounds cool. Did you eat lots of delicious food there? Yes, we tried some Gaotu traditional foods. The food was delicious. I loved gom lam and grilled meat, but my favorite dish was ban seng zhou. Wow, did you learn anything new? Sure. We learned how to play the Gaotu musical instruments, like gongs and drums. It was really fun. Ok, bạn Pao có nói gì? How was your trip nha? Chuyến đi của bạn thế nào nha? Nga, oh, it was really interesting. Oh, nó rất là thú vị. Pao, where did you go? Thế bạn đã đi đâu? Nga, we went to Tham Sar Village in Đà Nẵng. It's a peaceful village with lots of steel houses, flowers and trees. Chúng tôi đã đi đến một ngôi làng Tham Sar ở Đà Nẵng. Đó là một ngôi làng yên bình với nhiều nhà sàn, hoa và cây. Pao, great, did you stay in a hotel or homestay? Tuyết, thế bạn đã ở khách sạn hay là ở trọ, ở nhà dân á? Nga, we stayed in a homestay with a Gatu family. We stayed in a small steel house. Chúng tôi đã ở trọ, ở nhà dân á, cùng với một gia đình người Gatu. Và chúng tôi đã ở trong một ngôi nhà sàn nhỏ. Pao, what did you do there? Bạn đã làm gì ở đó? Nga, we joined lots of interesting activities. We watched a traditional music show and visited the Gatu weekend markets. We also had a barbecue and sat around a big fire in their yard. Chúng tôi đã tham gia nhiều hoạt động thú vị. Chúng tôi đã xem cái chương trình âm nhạc truyền thống, tham quan chợ cuối tuần của người Gatu, và chúng tôi cũng đã có một cái bữa tiệc nướng ngoài trời, đúng không? Ngồi quanh đống lửa trại ở sân của họ. Pao, oh, that sounds cool. Did you eat lots of delicious food there? Oh, nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ? Bạn đã ăn nhiều món ăn ngon, nhiều đồ ăn ngon ở đó chứ? Nga, yes, we tried some Gatu traditional foods. The food was delicious. I loved gom lam and grilled meat, but my favorite dish was bánh sừng trâu. Có, chúng tôi đã thử nhiều món ăn truyền thống của người Gatu. Món ăn thì sao? Đồ ăn thì rất là ngon. Tôi thì thích ăn cơm lam, thịt nướng, nhưng mà cái món ăn yêu thích của tôi đó là món bánh sừng trâu. Pao, wow, did you learn anything new? Thế bạn có học được điều gì mới không? Nga, sure, we learned how to play the two musical instruments like gongs and drums. It was really fun. Có chứ, chắc chắn. Chúng mình đã học cách để chơi những cái nhạc cụ âm nhạc của người Gatu như là còng, như là trống, và rất là thú vị. Ok, alright, great job. Now let's move on to the next part. The second part reading, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần reading. I read Jamie's poetry and choose the best topic sentence. Hãy đọc bài viết của Jamie và chọn ra câu chủ đề hay nhất cho bài viết này. Number one, I had an awesome trip to Kong Kato Village. Tôi đã có một chuyến đi tuyệt vời đến ngôi làng Kong Kato. The second one, I saw some beautiful local crops in Kong Kato Village. Tôi đã thấy một số cái nghề thủ công truyền thống đẹp ở ngôi làng Kong Kato. Now, which one is the best topic sentence? Vậy đâu là câu tiêu đề hay nhất cho bài viết này? Chúng ta cùng nhau đọc bài viết của Jamie trước nhé. It's a lovely village in Kong Tum province. Đó là một ngôi làng dễ thương ở tỉnh Kong Tum. My family and I visited this village for our summer vacation. Gia đình tôi và tôi đã đến thăm ngôi làng này trong kỳ nghỉ hè của chúng tôi. There aren't any large hotel in this village.
So we stayed at a nice homestay with a local partner family. Không có bất kỳ một khách sạn lớn nào trong ngôi làng này. Vì thế chúng tôi đã ở vì thế chúng tôi đã ở tại một cái nhà trọ xinh cùng với một gia đình địa phương của người Pana. They were very friendly. Họ thì sao? Rất là thân thiện. We joined lots of fun activities. Chúng tôi đã tham gia nhiều hoạt động thú vị. We went hiking in the national park. Chúng tôi đã đi bộ đường dài ở công viên quốc gia. I think the nature in the park is really amazing. Tôi nghĩ rằng thiên nhiên ở trong công viên thì thật sự là tuyệt vời. We also went on a boat trip on Dagbla River. Chúng tôi cũng đi thuyền trên sông Dagbla. It's really fun to ride along the river and see the local people. Thật là tuyệt vời để mà. Thật là tuyệt vời khi đi dọc theo con sông và gặp gỡ người dân địa phương. We ate many kinds of traditional food like grilled chicken, cơm lam, and gỏi lá. Chúng tôi đã ăn nhiều món ăn truyền thống, chẳng hạn như gà nướng, cơm lam và gỏi lá. They were really delicious. Chúng thì sao? Rất ngon. We learned how Pana people made their traditional baskets too. Chúng tôi cũng học được cách người Pana đã làm ra những chiếc rổ truyền thống của họ. Our trip was great. I think you should visit this village too. Chuyến đi của chúng tôi thì tuyệt vời và tôi nghĩ là bạn nên tham quan. Tôi nghĩ là bạn cũng nên tham quan cái ngôi làng này. Alright, so which one is the best topic sentence? Which one is the best topic sentence for this passage? Vậy, theo bạn, đâu là câu chủ đề hay nhất cho bài viết này? Number one or number two? Number one, I had an awesome trip to Konkutu Village, right? Tôi đã có một cái chuyến đi tuyệt vời đến ngôi làng Konkutu. Okay, now be brief and fill in the blanks. Ở phần B chúng ta hãy đọc và điền vào chỗ trống. Number one, Konkutu Village is in province. Which one? Gangnam Province. Okay, làng Konkutu ở đâu? Ở tỉnh Gangnam. Number two, okay, it's a lovely village in Gangnam Province. Number two, Jeremy went there for his family summer vacation. Alright, Jeremy went there for his family's summer vacation. Jeremy đã đi đến đó trong cái kỳ nghỉ hè của gia đình cậu ấy. Right. Number three. Now let's see. Number three, they went in the national park. They went hiking in the national park. They went hiking in the national park. Họ đi bộ đường dài ở công viên quốc gia. Number four, they went on the Dagbla River. So number four, a boat trip. All right. They went on a boat trip on the Dagbla River. Họ chèo thuyền trên sông Dagbla. Right. We also went on a boat trip on Dagbla River. Okay. And number five, they learned how the local people make their. They learned how the local people make their traditional baskets. Okay. Họ cũng đã học được cách làm thế nào mà người dân địa phương nơi đây làm ra những chiếc rổ truyền thống. Right. Now let's see. We learned how Pana people made their traditional baskets too. Okay. Họ đã học cách làm thế nào mà người dân địa phương có thể làm ra được những chiếc rổ truyền thống. Okay. Good job. And the next part, writing skill, kỹ năng viết, giving supporting information, kỹ năng viết câu hỗ trợ. To write a good passage, you should give supporting information for each point you make. Here are three common types of supporting information. Cách để viết một đoạn văn hay là chúng ta nên viết các câu hỗ trợ cho mỗi luận điểm mà chúng ta đưa ra. Và đây là chúng ta sẽ có ba cái các cách viết câu hỗ trợ. The first one, facts. Đầu tiên là thông tin sự thật. Give true information to support
the main point, the information answers question like who, what, when. Đầu tiên là chúng ta phải viết thông tin sự thật để hỗ trợ cho luận điểm mà chúng ta đưa ra. Thông tin thường sẽ được trả lời cho những câu hỏi như là who, what, when. Who là ai? What là cái gì? When là ở đâu? Right? I heard a phone trip to Quỳnh Sơn. It's a village in Lạng Sơn, Việt Nam. I went there last summer. Okay, tôi có một chuyến đi thú vị đến Quỳnh Sơn. Đó là một ngôi làng ở Lạng Sơn, Việt Nam, và tôi đi đến đó vào mùa hè năm ngoái. The second one examples. Câu hỗ trợ thứ hai là dạng đưa ra ví dụ. Give specific example to support the main point. Tức là chúng ta đưa ra những cái ví dụ để làm rõ ý và chứng minh cho cái luận điểm mà chúng ta đã đưa ra. I learned a lot about the culture. We learned how to fish on a lake. We also saw traditional Thai folk music and dance. Chúng tôi đã học nhiều về văn hóa của họ. Chúng tôi học cách để mà câu cá trên hồ. Chúng tôi cũng xem cái chương trình âm nhạc múa dân gian truyền thống của người Tây. Alright. And the third one, opinions. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ đưa ra ý kiến cá nhân. Give your personal opinion to help support the main point. Tức là chúng ta đưa ra cái ý kiến cá nhân để mà hỗ trợ cho cái luận điểm mà chúng ta đã đưa ra. I had a fun trip to Quỳnh Sơn. I think you should visit this village. I had a fun trip to Quỳnh Sơn. I think you should visit this village. Tôi đã có một cái chuyến đi thú vị đến Quỳnh Sơn và tôi nghĩ bạn nên tham quan cái ngôi làng này. Alright. Now, write full sentences using the prompts. Then write F for facts, E for examples, and O for opinions. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu hoàn chỉnh sử dụng phần người ý. Sau đó chúng ta sẽ viết chữ F đối với thông tin mang tính sự thật. Chúng ta sẽ viết chữ E đối với những câu đưa ra ví dụ. Và viết chữ O đối với những câu đưa ra ý kiến cá nhân. Right? So number one. I hope my friends will visit Pier Tap Village someday. Tôi hy vọng một ngày nào đó những người bạn của tôi sẽ đến thăm cái ngôi làng Pier Tap. Okay. And number two, I went biking and climbed a mountain. I went biking and climbed a mountain. Tôi đã đi cưỡi xe đạp và đi đâu? Đi leo núi. Alright. And number three. It's a quiet village in Cao Bằng province in Vietnam. Đó là một ngôi làng yên tĩnh ở tỉnh Cao Bằng ở Việt Nam. And number four, I met a known man and asked him question about his family. Tôi đã gặp một người đàn ông, người nùng, và đã hỏi anh ấy những câu hỏi về gia đình của anh ấy. Alright, so which one? And the first one, number one, this is, I hope my friend will visit Pier Tap Village. I hope, opinion, oh, right? Tôi hy vọng, tức là ở đây mình đang là thông tin là gì? Đưa ra ý kiến cá nhân, hy vọng một ngày nào đó những người bạn của tôi sẽ đến thăm cái ngôi làng Pier Tap này. The second one, I went biking. E là ví dụ đúng không? Tôi đi đâu? Đi cưỡi xe đạp, leo núi. Alright, là ví dụ. It's a quiet village in Cao Bằng province in Vietnam. Là một ngôi làng khá là yên tĩnh ở tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. F. Thông tin mang tính sự thật. And the last one, I met a known man and I asked him question about his family. Tôi đã gặp một người đàn ông, người nùng, và hỏi anh ấy một những câu hỏi về gia đình của anh ấy. So, this is E, example, ví dụ, okay? Understand? Now, the last part writing, the next part planning,
Chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần planning. You had a fun trip to Tha Phinh Village in Lao Cai Province. Make notes about your trip. Ok, giả sử là bạn có một chuyến đi rất là thú vị ở làng Tha Phinh ở tỉnh Lào Cai. Vậy bây giờ mình sẽ ghi chú lại về cái chuyến đi của bạn. Alright. In writing. And the last part writing, ở phần cuối cùng sẽ là phần viết. Now use your notes to write a passage about your trip. Write 80 to 100 words. Sau khi mà chúng ta ghi chú lại những cái gì mà chúng ta đã làm trong chuyến đi của mình á, thì bây giờ ở phần này chúng ta sẽ sử dụng cái phần ghi chú đó để viết thành một đoạn văn. Để mô tả về cái chuyến đi của bạn, viết khoảng 80 đến 100 từ. Okay. Chúng ta lưu ý là chúng ta cái phần ghi chú của bạn phải thông tin phải như thế nào nè, phải mô tả được là cái chuyến đi đó diễn ra khi nào, when, đi cùng với ai, who you went with, và đi cùng với ai, where you stay, bạn đã ở đâu, ở khách sạn hay là ở nhà trọ, what you did, và bạn đã làm gì ở đó, when hiking, visited Tha Phinh Cay, ví dụ như là đi bộ đường dài hay là tham quan hang động Tha Phinh, what you ate, bạn đã ăn gì, beef steak and chicken hot pork, ăn mì bò bít tết hay là gà, lẩu gà, hay là what you learned, và bạn đã học được gì trong cái chuyến đi đó, how red yao women make jewelry, học cách qua cái chuyến đi đó thì mình học được cái cách người phụ nữ dao đỏ đã làm ra trang sức như thế nào, right? Now for example, ở đây cô có bài mẫu như sau. I had a really fun trip to Tha Phinh Village. It's a peaceful village in Lao Cai Province. I went there last year with my mom and dad. We stayed at a night homestay with a red yao family. We did lots of exciting activities like hiking and visiting Tha Phinh Cave. I tried delicious local foods like beef steak and chicken hot pork. We also learned how red yao women make jewelry. I think you should visit this village. Okay. Chúng tôi đã có một chuyến đi rất là thú vị đến làng Tha Phinh, và đó là một ngôi làng yên bình ở tỉnh Lào Cai. Chúng tôi đã đi đến đó tôi đã đi đến đó vào năm ngoái cùng với ba và mẹ. Chúng tôi đã ở trong một cái nhà trọ xinh đẹp cùng với một gia đình của người dao đỏ. Chúng tôi đã có nhiều hoạt động thú vị như là đi bộ đường dài và tham quan hang động Tha Phinh. Tôi đã thử nhiều món ăn địa phương ngon, chẳng hạn như là thịt bò bít tết, lẩu gà. Chúng tôi cũng đã học được cách mà người phụ nữ dao đỏ đã làm ra trang sức. Tôi nghĩ là bạn nên tham quan cái ngôi làng này. Alright. Great job everyone. It's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 3, Unit 8, chủ đề Traditions of Ethnic Groups in Vietnam, truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam, của sách bài tập tiếng Anh 8 I Learn Small World. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.